Các em thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài 3 của nội dung môn kỹ năng làm việc đó là giải quyết vấn đề trong nhóm chắc hẳn các em đã học ở trên lớp một vài buổi rồi và các em đã được chia ra các nhóm khác nhau và các em cũng đã được thầy cô giáo giao cho các em làm project của môn học này vậy thì làm việc nhóm với nhau các em nghĩ có là dễ dàng hay không và trong quá trình làm việc nhóm có nảy sinh vấn đề gì hay không thì khi mà tổng kết môn học này thì rất là nhiều sinh viên chia sẻ với tôi rằng là các bạn ban đầu nghĩ rằng là làm việc nhóm là một điều rất là dễ dàng và thường xuyên cho nên các bạn hầu như uh, rất là chủ quan nhưng khi các bạn được giao việc và làm việc thực thì các bạn mới thấy rằng quả thực làm việc nhóm uh, các bạn gặp rất là nhiều vấn đề khi mà cùng tương tác với nhau uh, sẽ có nảy sinh nhiều vấn đề khi chúng ta làm việc nhóm và những vấn đề đấy thì chúng ta cần giải quyết như thế nào thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung của bài học giải quyết vấn đề trong một nhóm nội dung chính của bài học hôm nay gồm có thứ nhất là quy trình giải quyết vấn đề trong nhóm như thế nào và thứ hai là cách đưa ra quyết định ra làm sao và phần đầu tiên đó là giải quyết vấn đề trong một nhóm. Thì các em làm việc nhóm các em đều biết rằng cái việc mà nhóm gặp những cái vấn đề khó khăn khi chúng ta làm với nhau hay là nảy sinh những vấn đề mà không biết giải quyết như thế nào. Ví dụ, khi chúng ta làm việc nhóm với nhau thì nảy sinh rất là nhiều mâu thuẫn giữa các thành viên hay là chúng ta nảy sinh cái việc là chi phí để làm một cái dự án thì kiếm ở đâu hay là chúng ta nảy sinh ra việc là gì ạ? Họp nhóm thì làm thế nào để tất cả các thành viên có thể tham gia hay là À, tại sao lại trong nhóm có những người rất là tích cực, những người lại không tích cực. Vậy thì rất là nhiều vấn đề nảy sinh ra và chúng ta đều muốn giải quyết nó một cách ổn thỏa nhất. Và có một cái học thuyết mà à, một nhà triết học bậc thầy của nước Mỹ đầu thế kỷ 20 đã đưa ra, đó là John Dewey. À, ông này đã đưa ra một cái phương pháp để giải quyết vấn đề trong một nhóm, nó gồm có rất là nhiều bước và chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung của 7 bước giải quyết vấn đề trong một nhóm.